Đây là hình ảnh ghi lại cảnh một nam thanh niên dùng búa đập tường, giải cứu người trong vụ cháy tại ngõ 119 Trung Kính, Hà Nội vào sáng ngày 24 tháng 5. Mặc cho ngọn lửa đang bùng lên xung quanh, thanh niên cởi trần, leo lên thang, dùng hết sức bình sinh để đập những nhát búa thật mạnh vào tường. Chia sẻ với báo Công Thương, anh Hoàng Tuấn, 21 tuổi, quê Nam Định, một trong những nhân chứng trực tiếp tham gia giải cứu các nạn nhân cho biết, trong lúc đang chuẩn bị ngủ, anh nghe thấy nhiều tiếng nổ từ nhà bên cạnh. Vừa chạy ra khỏi phòng, anh Tuấn thấy khói lửa bao trùm nhà hàng xóm. Anh Tuấn và hai người dân khác tại đây thấy chỉ còn duy nhất vị trí giáp ranh với nhà bên cạnh, có thể leo lên để cứu người bên trong. Cả ba người huy động lấy thang, búa, thang dây để lập tức leo lên giải cứu. Lên tới tầng 3 của căn nhà bị cháy, anh Tuấn dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt thoát ra ngoài. Theo lời kể của thanh niên 21 tuổi, hiện trường khi ấy rất hỗn loạn. Sau khi phá tường nhà, lần lượt ba người được cho là trong cùng một gia đình chui ra, trong đó có hai người lớn và một trẻ em. Thời điểm trên, anh Tuấn dù rất muốn cứu thêm những người khác, nhưng lúc này ngọn lửa quá lớn, khói đã bao phủ, anh cùng những người dân có mặt đành bất lực trước tiếng kêu cứu của người mắc kẹt trên tầng thượng.